đây chào tất cả các bạn nha. Bữa nay tới hẹn lại lên bạn ơi. Bữa nay mình đi thăm mấy cái là cá lóc thằng thánh của mình. Mấy gài cũng như đặt nó cũng hơi khó khăn xíu không? Do nó hết mùa mưa rồi đó, với hết mùa nước lũ á. Nên khu vực ở chỗ mình nước nó cạn quá. Đặt cá nó không chạy như là hồi mùa mưa rồi. Con nè, hồ mưa mình coi nè, đó. Bích chịch. Cái chỗ này hồi lúc trước mình đặt dính lương dữ lắm luôn. Dính mấy con nào nó cành cành không à. Cái bụi chuối này là lúc mình mới đặt bẫy gắn mà. Đặt cái mình thấy bụi chuối đơn giản không chống lỏng ha. Đặt chín hồi gắn hoành bành bành không à. Nái nái không á. À. Giết mình bào giết chỗ này giết gắn nó cũng hết rồi, bữa sau này mình cũng ít đặt. Để coi ấy qua Tết rồi mới đặt lại được. Nếu mà lâu lâu hơn nó họ xả nước vô thì ngon. Xả nó đập á. Nước vô nhiều rồi cá nó chạy nhiều. Lại thăm cái lời đầu tiên sủ quẻ. Mong là hên ha. Dở lên con hay cọt cá lóc cũng được. Còn nước bữa nay xả đập vô cũng nhiều nè. Ở đây xả đập họ đâu có nói trước đâu. Như là không theo cố định theo một ngày nào á. Họ thích xả là họ xả. Bởi vì mình canh me mình đặt chấm lương cũng khó nữa. Tại đâu có biết họ xả đập đâu. Ừ, lời đầu tiên. Ấm ba la xì bùa, xì bùa ba la xì bùa. Vô hàng ngay. Thấy ốc bù, mà không thấy cá nó quẩn. Nhìn cái sạc không có gì trời. Quẩn ngự dân nè, cái sạc không á. Thằng thiên đụng mơ, toàn là cá sạc không bạn ơi. Cái sạc với ốc bù. Chỗ này ngon quá, cái sạc với ốc bù không trời. Rồi xả đập lặng quạng mai mốt khó à, cái lợi này nè. Gần có xả đập cái nước nó vô nhiều là cá đậu đi. Cái đầu tiên mở hàng không được suôn sẻ chứ quất. Quế chắc. Cái này đặt ngay trong bộ lát nè. Làm con sắp lại tinh thần cái. Chỗ mình do ta chích điện nhiều quá với lại làm bị bao á, bị cá cũng tương đối ít luôn. Chứ nó không được nhiều như mấy chỗ đồng ruộng lớn. Làm nhóm bên ớt lạnh như có cá bạn ơi. Thấy cái động tỉnh nè. Như rớt sậy luôn gì kìa. Nếu cái này không có người thăm làng quảng có cá. Thấy nó cũng phì dữ lắm rồi nha. Đó, giờ cỏ ra đó rớt sậy từ lưa hột dưa chưa. Cái này nếu không có người thăm làng quảng có cá. Có nhóm bên thấy ớt lạnh không. Ôi, gùm gình, có cá, mày hả bưởi hả mày, gụm gạo mày nè, dở lên, tăng, trời ơi, con cá lóc mà làm thấy ấn lạnh trời, con cá lóc mà làm thấy ghê hồn, cũng được hết, cá lóc giòn giòn, không nhỏ, không bự, có mình mày làm gì sức sậy, nó tung cái mỏ nó kìa, nó mài, nó ủi còn hơn mình nữa, lóc này nấu chùa ba cháy bồ chét. Có cá nhẹ, có cá rồi nhẹ. Cái thứ hai lụm hàng bạn ơi. Mày à bưởi. Anh em đi anh làm việc kìa. Có xả nước vô rồi có cá chạy. Trời ơi, lóc manh động nó mới vô gì manh động như một. Nó mài cái mỏ, nó nghiệm nó còn manh động. Lóc nhẹ, lóc nhẹ. Con đầu tiên. Con đầu tiên, khách sĩ con mà 7. À, 8 triệu không nổi nữa. Vô. Được, được, bạn ơi, làm ăn được. Cái thứ hai có hàng rồi. Cái vậy mà làm cái tông rất vậy chơi tùm lum. Lại thấy sậy rớt ra, thấy nghi rồi. Nếu có người thăm là lụm. Mấy cái sậy mình xài là Nabo Long, giờ nó muốn ngục hết, gãy hết. Đặt lại thôi. Sao thím kiếm cặp ơi. Tới luôn mất tài, cố lên, có cá là thấy có động lực rồi. Chỗ mình thấy đi đâu mà còn đoạn là ổi với ổi không ha. Xứ ổi luôn. Cái này mình đặt chứ gần sát gần gạch dưới đây nè. Lạng quạng hốt hàng nữa. Đó trong bụi cỏ nòm nè. Ủa lục bình ai chặt là lưa dưới trên trời cái lời còn hôm nay mới
Ừ, hên cái là còn. Sao thấy im ru vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy ta? Cui hàng, bóc hàng, hốt hàng, hàng hốt. Không thấy tung tung gì hết trơn, không thấy dấu hiệu gì hết nè. Im ru. Cái gì vậy? Thánh thằng thiên đụng mà bu nó sạc quá trời các bạn. Cái này với mặt tập với vậy không có trời, sáng con nộm ngon quá trời luôn. Dưới đây dàn chích điện cũng dữ lắm, đặt tủ cũng hên xui luôn. Cái lò này nghi có để thông xuống gạch nữa, tại do đây dàn chích điện quá trời chịu không thủng. Cái loại này đợt trước mình sảy tức ghê luôn, rớt ba cái sảy ra rớt nại chơi luôn, mà dở lên không con cá nào hết, quế được chứ. Lần này biết sao đây, phục lại nó không. Ủa, thấy lờ thấy còn nguyên hiện nè, không có dấu hiệu cá vô à. Thấy chỗ này nước nó lớn thì thấy nó sâu vậy đó, chứ mà nó rút cạn càng queo bởi mình đặt cái lờ xa quá trời xa. Thấy đông bùng thấy không ổn rồi. Ừ, không có cá nào luôn trời. Rồi lủng lỗ một cá nào vô. Thiệt tình. Tụm gà ổ có giá ba tứ ướt giường luôn á. Đặt mấy cái lợn cá nè anh Sang ơi. Ở tụm gà bữa nào cắt rồi? Hả? Chừng nào cắt? Tụm gà nó đứt lứa cắt hiệu rồi. Dạ. Yeah. Một 8 bữa hoặc 9 bữa mới cắt lại. Quà. Wow. Ủa anh như ổ nữ hoàng mà phải không? Nữ hoàng Ruby, Đài Loan. Mà Ruby gọi nghe như giá rẻ hơn nữ hoàng phải? Già dạ, nắng ông chồng ối ruby cũng nhiều mà gà giá bèo quá. À, tính ra nó đâu qua nữ hoàng nó. Trời, cái lờ mình sao thấy gì đâu mà có dấu đi giữa thằng ôn trời. Cái đám này đám cổ bắt mà. Nó cắt dữ lắm cắt. Mình lựa vô mấy cái điểm hiểm hiểm mình đặt xong. Vậy mình lúc cá nó còn bể đậu như thường. Cái chai C2 không thấy cá hết trơn. Trời ơi, cái này có cá sặc ông nội mẹ ơi. Không còn cá sặc nhưng còn hai con ốc bu bạn ơi. Con cá này nó ngon vậy mà không có ta. Không hiểu nổi luôn, cái này nó ngon. Thử lại chỗ này coi sao. Cái này nếu mà không bị sơ suất gì là lại còn có cá nữa. Cái loại này mình đặt tự tin lắm. Nếu mà không bị người ta thăm hay là chuột cắn ha, là lại còn có. Cái này hơi khó thăm xíu. Đó, mình đặt trong đó. Lựa mấy điểm hiểm hiểm đặt không ha. Bon. Không thấy bon bon gì hết trơn, không thấy rung rinh lợ chứ nghe. Ít ra lại cái lợ phải tung rung rinh vậy chứ. Thật khờ của bà cua. Nghĩ sao trời, đưa hai con cua trời. Lợ này vẫn có cá ta. Cái này đặc quá trời ngon luôn, có cá. Lên bà muốn hết cá trời. Lợ này đúng ngon luôn. Mình tự tin cái lời này dữ lắm. Vậy mà không có mới đau thiệt chứ. Vô hai bà cua cần kình. Hai con cua cần kình chà bá. Mình thấy đặt lời cái lóc không? Thường dính cua cần kình không. Hai con cua bắt về luôn chỗ khu sử đẹp. Cỏ vợ mọc cùng lum chân. Như đây nè. Còn không thấy trong lỏng mà. Đây còn ô nhỏng bè nó gì bạn ơi.
nhõng bẹn nè. Nếu có ai mà động đậy tới là lạng quạng có hàng nha. Ủa, nhõng bẹn kìa, đã chưa, đã chưa. Vấn đề có cá hay không mới quan trọng nè. Dở lên bong. Không thấy quạng trơn trời. Thấy có cá sặc chết kìa, lạng quạng có cá lóc à. Nè, sặc chết đây nè, thấy không, đó trắng trắng á. Im ru à. Thằng thiên đụng mới cái gì trời. Nắn xẹt vậy. Rồi lủng lỗ cá ra rồi bạn ơi, cua vô nó quậy thiệt tình chứ. Bởi nhõng bên mà. Cá sặc nó chết rồi, có cá à nè. Lủng lỗ nè. Bà ơi, bà cua ơi, cái này cái lỗ chà bá hàng không mẫu mực của Mỹ. Thiệt tình chứ. Đó là cái hôm lủng mình lấy dây cuột từ lưa hồi dưới vậy. Thiệt tình con cua vô nó quá. Đó là thăm lờ thấy nhõng bên thấy có khả năng có cá cái xiên rồi. Quải chữ thì mà. Để em xử lý con cua này. mày vô không mà khóa gì. Làm con cá lóc cái chè gì tẩu thoát. Cái gì cá lóc toàn cái sặc nó cắn từ lưa hết trơn. Có luồng lờ này đúng là có luồng lờ ám ảnh thiệt chứ. Ám ảnh cua nó phá quá trời phá. Lần này nhưng mà nhớ là lúc trước thằng Út nó về chơi không? Hai anh em mình đi thăm không? Đó. Cua nó phá kinh khủng quá. Nãy giờ thăm mấy cái cua nó kẹp từ lưa. Ồ. Nhỏng bèn dữ ta. Còn nhớ xanh vô luôn kìa mới sắp rồi chứ. Lần này làm gì nhỏng thấy ớn lạnh vậy? Hủ, sốc thiệt chứ, sốc thiệt. Dẹt ra sao nó không gù, không có khóng, không có động đậy, gung ginh chân. Cái đời này tào lao trời. Kỳ vậy? Nó có người thăm ta. Bữa nay mình có cảm giác như có ai thăm hay sao. Chứ mấy cái lời mình đâu có đặt tào lao vậy. Đâu có Nguyễn Hiển nữa. Ủa chơi kiểu này không vui ta. Không có lủng đâu sao kỳ vậy. Đặt lại cái lần sau coi như thế nào hơn. Chứ có lợi đâu tự nhiên nhõng bên này hút cá. Chuyện lạ thiệt chứ. Thấy dấu hiệu có giống người ta. Có người tha thăm ngồi quá. Cái thời mấy cái lợi mà nhõng bên của đó ít khi nào phản luôn. Đúng bá đạo thiệt. Ở chỗ này người ta vớt ốc dữ lắm. Với chích điện á. Mới đặt mấy cái lợi cá đặt ra nếu mà thăm, nếu mà không ai phá thăm dính nhiều lắm á. Mình thăm mấy cái này dính là đa số là nhờ mà bữa hai bữa nay á. Người ta không có đi vớt ốc thì không ai cá nó vô thôi, với mấy cái nào đặt hơi là khó phát hiện á. Họ không thấy thôi chứ còn bình thường mấy cái này họ thăm tờ lưa hết trơn. Mày cua nó phá dữ dằn thêm cái việc người ta phá nữa. Lợi ở đây mới sao đây nữa nè. Làm con cá lóc trọng trọng sốc lại tinh thần rồi. Nãy giờ tinh thần xuống dữ lắm à. Rồi cái lợi của ai bên kia nữa kìa. Má ơi. Cái gì nhít nhít chẳng bờ không. Cua. Đó là cá lóc ai mà thấy không? Chẳng cái đám cỏ khô đó. Ai đặt tới trời. Rồi luôn. Phá chuyện luôn, cái lờ đặt bên đây. Ở đây có đồng nghiệp nào bào nữa ta. Ôi trời, thánh thằng, trời, ông nội mày ơi, má ơi. Mình thấy cái đầu luôn chà bá nè. Luôn bự lắm, đó bạn thấy không. Thằng thiên đụng thôi mà con luôn nè. Hết hồn không. Lờ có đồng nghiệp nào đặt bánh. Thôi kệ của họ, để họ bạn. Thôi cái lời này họ không phát hiện. Còn vớt giác được. Con lươn này giống 400 gram có lắm á. Quá trời cái đậu lươn mình dở lên thấy cái đậu nó. Mình giật mình luôn mà. Cái lươn này mình đặt lời nó vô, mới đặt chúng khó vô á. Lươn khú già khổng lồ. Quá trời con lươn mặn con này. Khổng lồ. Bởi mình dở lên thấy nó lú cái đầu lên nè. Giật mình luôn à. Lươn nó đang mung luôn kìa. Kinh khủng con lươn thì chứ. Wow. Dở cái lợi lên muốn té ngửa luôn với nó. Giật mình. Mình thấy cái đầu lú lên rồi. Đầu nó trường lên rồi. Nhìn thấy hớn lạnh thì trận luôn. Kinh điển.
Nào giờ mình đặt lại con luôn này, luôn bự nhất nè. Vô mày. Chắc nó mượn. Ồ, luôn bự nội cầm không giáp nội. Cầm không giáp luôn. Trường đâu, trường đây có hôm này trường. Sổ ra sợ nó phóng mượn quá. Luôn này khó bắt. Rồi con chị ra nè. Vô. Còn luôn nè. Hết hồn luôn. Rồi nó cà ghi thôi, ba thằng nhậu không hết. Nó đen mụn luôn. Đen còn hơn mình nữa. Ngon lành cành chảnh. Dạ. Giật giác được lượng cũng đỡ quá bạn ơi. Vô nó ăn mấy con ốc bu này chứ đâu. Mày hả bưởi. Cũng mừng cái lời này không ai phát hiện chứ, phát hiện cũng như trong mạng luôn rồi. Một đi không trở lại rồi. Giờ xỏ xảy vô đặt lại thôi. Tới luôn bác Tài ơi. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Bán được lương đấy có động lực liền ha. Không ngờ chứ. Mấy con lương đó nào giờ ít nào mà đặt chúm nhiều bạn, nhưng mà ít nào dính được mấy con lương bự vậy. Bữa như là giờ cái lời đây khoái. Bưởi à. Quá trời bưởi. Cái lợn đặt đâu đây nè. Kìa. Ông thấy cũng nhõng bèn dữ lắm nè. Xây luôn. Một vấn đề nè. Sao cái khu này lại thăm lợn thấy nó đồng ý rồi nè. Nó nhõng bèn mừng thiệt, mừng thiệt bạn. Nhưng mà cái sao cũng hơi thiếu tự tin quá. Bọn ác quá trời bọn ác. Cái lợn xây 180 độ luôn. Sao không thấy rung rinh hết mới ghê này chứ. Chắc nghi xong phim nữa rồi quá. Xây cái lợ luôn, ồn cu à. Thấy cái sặc cái gì kìa. Trời ơi, nó cái sặc hòn, thằng bắt nó để lại cho mình. Quế chứ. Hai con cua luôn. Ô, luôn là thấy không ổn rồi. Sao phải cuốn thôi. Nào bị cua nó khóa, nào bị bọn ác nó thăm từ lưa hột dưa chứ. Coi hai bà cua này vô đây nó khóa hơn mình không. Đi đi mày. Hốt hai cua đó em về cho thu. Để dành làm món. Mấy cái mường này thấy đặt chấm lương ngon ghê hồn không. Mình đó mình lại đây cũng bào lương dữ lắm ở khu vực này. Đúng một mùa dịch đó mà. Sao đây cưng? Ốc bu nổ lình phình kìa. Có chăng sao gì không? Ốc bu nổ quá trời nổ nè. Một con, hai, ba con, năm sáu con, mười con, mười mấy con luôn á. Ủa ốc bu này bự ha. Nhưng để có cá không mới quan trọng nè. Ừ thấy cái sạc chết nhóc trời, không thấy cá hết trời. Có chu cha. Rồi luôn, biết kết quả luôn. Nè cái sạc chết con còn thấy không? Mà không có cá. Ghê thiệt chứ. Bể điểm hết rồi. Thiệt tình. Còn lờ này bữa nay không bị người ta phá. Với cô phá là trúng dữ lắm luôn. Lần sau rút quân thôi bạn ơi. Lần sau cuốn thôi. Cua. Cái thăm này họ thăm trước trơn. Thứ gì chịu nói. Lâu lâu có cái nào họ không phát hiện có hàng. Quải cả linh hồn chứ. Chơi gì chơi. Chơi gì cũng vui thiệt. Cái luồng cá này, cái luồng lờ này mình đặt mình tự tin lắm luôn. Nhưng mà cũng bị giang hồ phát hiện ra nó phá mình thiệt. Tình. Bưởi mà con nó động như nước luôn ha. Còn mấy cái bưởi nó hư trơn ủ ghê bạn. Mũi trái quá trời trái luôn nghe nó. Có mấy trái nó đã đụng với nước trơn hư rồi. Cái gì đâu mà nó dân đây ai bào dưới thằng ôn chích điện rồi. Mà ốc con nó quằn cỏ rồi nè. Tơi tả lông bào hết. Cái lợ này nếu mà bọn ác không phát hiện ra là bảo đảm ngặn có cá nè. Lợ này nếu mà không xài sức, nếu mà không có cá là không phải Đồng Tháp mười tôi á. Vấn đề là có
chỉ có sợ sợ người ta phát hiện ra thăm rồi thôi, chứ nếu họ không phát hiện ra là có cá là xiền luôn á. Cái lời này mình đặt bá đạo đó. Cái mương thấy vậy chứ nó cạn queo à. Thấy không, cái lời mình nhõng bên kìa. To ha, cái đuôi đó, nó nhõng lên ha. Mà nãy giờ gặp tình trạng này hoài. Mắc cá nào mất tiêu hết trơn. Rồi kệ lỗi chút coi. Vì sao cũng có hy vọng mong manh chút đỉnh. Ổn nhiên lờ luôn kìa ông nội mẹ ơi. Mương này thì nước ít mà cái nó sâu lúng. Mương lâu năm. Nó lờ thấy bá đạo chưa. Mà không thấy cá nó lội. Hình như có cá dưới rồi phải. Cái sạc nó lội ngừ kìa. Mà không thấy cá lóc. Ô trời. Trời ơi, tao thua rồi. Không biết tự gì đề diễn tả đây. Ôi, đặt lại luôn cái lời vậy bạn coi đó. Nếu mấy cái đồng nghiệp mà đặt mình lại thăm cái thấy cái lời vậy hỏi sao không có cá vô. Chỉ ra có một trường hợp duy nhất là có người thăm họ bắt cá lóc rồi, họ để cái sặc lại cho mình. Dù sao họ cũng có lòng tốt. Không mắc lại là cũng mừng. Là đặt ngon ghê hồn không? Lần sau có luồng lợi chắc cuốn chắc rồi. Còn ăn nó khóa quá, đặt có 15 16 cái mà nó phá tờ lưa á chăng. Không xong chặng này rồi đại dương ơi, đại dương. Chặng này bấy xé hết rồi. Cái này hơi hên không? Tán cặp lóc khủng chứ mấy 2 kg rồi. Lấy lại những gì đã mất. Khui hàng từ xa, đó lợp nghiêng luôn. Thấy con ốc bu á, ôi trời bà cua rồi luôn, tới một chuyện luôn. Bà cua trên đó kìa. Ốc mình đeo bên hông luôn. Như 2 con hay gì á. Trận thằng thiên đụng 3-4 con cua luôn. Cái gì vậy? 1, 2, 4, 5 con cua. Thứ gì chịu nổi không? Cái này mình đặt là cá lóc, không phải đặt là cua đâu bạn, mới vô giữ thằng ôn vậy nè. Chỗ mình cua ít lắm chứ không phải nhiều đâu. Chúng chẳng cái động cua gì vô giữ thằng ôn trời. Đó chuyện chứ. Cua chỗ mình gì bán 60-70 ngàn ký á, chứ không phải giỡn đâu. Cái này mấy cái hôm còn ngon không đây? Ù, cái này kỳ tích ta. Vô 5 con cua mà nó không có cắn không? Ồ, con nẻ nè. Quất lỗ nè, hai mặt. Mày về khu xứ đẹp không mày hết. Mày dám vô lờ của Đồng Tháp quê tôi hả? Lụm gạo mày liền. Cái là mày thấy đặt bá đạo không? Nghiêng lời. Như gớt sậy bạn ơi, có hy vọng à. Nó gớt sậy nè. Còn hàng không đây, còn hàng không đây? Xem gu gì cưng. Đó, rất hay ba cái sậy luôn nè. Mong cá vẫn còn bạn. Hay có người thăm. Rồi luôn. Cái thằng ở bà rùa. Má ơi. Con rùa này đâu thể nào làm rớt sậy được. Ủa cái này người ta phát cỏ. Gãy luôn cái lờ. Nãy em để ý. Nè. Gãy luôn cái lờ. Thiệt tình chứ. Xong rùa đông đây nè. Tiết tình là tình. Người ta phát cỏ người ta không để ý, không thấy á. Gãy luôn cái lờ. Đổ hết cái lờ rồi. Cái lờ này dày sửa được. Rùa đâu đây bà rùa. Bà đâu đây vậy? Ủa mù nhỏ dữ ha. Đúng rồi coi. Chào Đồng Tháp của tôi. Xin chào Đồng Tháp của tôi. Thứ gì chịu nổi không? Đem về cho ba mình ông nuôi là đem về sửa chữa lại. Người ta phát cỏ người ta không thấy nó manh tà lông luôn. Rồi cái lờ cá lóc của mình chắc nghi xong rồi. Thôi kéo lục bình thấy trong lỏng hết trơn. Thôi rồi lượm ơi,
lượm ơi là lượm, kéo lục bình trong lỏng hết trơn. Cái là thánh thần thương động mơ có sạch cái đâu mà giữ thằng ôn trời, có lạnh cái sạch không. Vừa có người quen cũng đỡ rồi, vừa có anh Sang nãy trong hồi mất tiêu rồi, thôi đặt lại đi để lần sau cứu luôn cái rồi. Bữa nay bấy xé chặng này à, chặng này bể đầu tụi lưa dưa hết trơn, thiệt tình là tình. Hình dính được lần bự để trong hồ tới một chuyện à. Bữa nay thun hụt hai càng quá trời quá đất. Còn cái này là cái cúng cùi vậy đó. Hình không có chót không? Chót hẹ, chót hẹ. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện gì vậy bạn? Thánh thần thiên đụng ơi, ngộ kỳ đời, con kiên leo cây, chạy bốn hướng. Trời ơi, nó lúng không nội, mẹ nó lúng. Ba chạy văng hết trơn luôn. Một cây, hai cây, ba cây. Mà vấn đề là người ta thăm là có cá, mình cũng không biết luôn. Nãy giờ bị giang hồ nó thăm tựa lưa hết trơn rồi. Đây, còn nha, còn nha, còn nha. Đó, thụ được cái lóc của bự bạn ơi. Mày hả mày, hên hút được hụi chót. Mừng quá, mừng quá. Hụi chót lại thăm cái lợn mà thật sự đó bạn biết không. Là cái lợn này mình nghĩ là có người thăm rồi đó, nghĩ đâu có cá rồi trời. Hên sao con cá nè. Hên bằng hên. Mà cái lợn này á, thật sự có người thăm. Tại vì cái lợn này rồi mình đặt mình nhớ mình tủ cỏ dữ lắm. Cái lóc gì đâu, cái đuôi bấy sấy trơn trời, cua kẹp ngoài kẹp vô gì nè, bấy sấy cái đuôi trơn. Một cái lóc chà bá ha, chúng mình lóc gì là bự lắm rồi bạn. U cái đầu trời giờ hết sấy con mà bấy. Lợn này rồi chắc có người thăm nè, nhưng mà dạng người ta không tham, người ta không lấy thì sao. Chứ cái lợn này gọi mình đặt mình tủ cỏ dữ lắm chứ đâu có nằm phơi bài vậy. Nếu cá tung rớt sậy bạn thì nó cũng tủ cỏ, cỏ nó cũng tủ lại à. Còn cái này cái lợn nó trống trơn luôn mà. Ừ, hên quá. Hụi chót kiếm được con cá lóc về kho tiêu ăn cũng được. Không ngờ cái lợn dính cá lóc chứ đúng chuyện tiếu. Rớt ba sậy tung rớt. Đuôi bị cua kẹp gì đâu mà tụi lưa ở dưới chứ. Làm em cân để anh làm gì cân. Tranh thủ thì dặn cơm đó. Sáng giờ chưa ăn cơm, nữa giờ trưa rồi, đói mèo gâu luôn. Wow, cá lóc manh động. Còn cá lóc nó mập nè. Phải công nhận cái lóc này mập thiệt. Chứ cái đuôi này cua kẹp sao. Manh động dữ mày. Quá mập. Vô mày. Trời ơi, chịu vô nữa. Vô. Canh chua luôn. Mày hả bưởi. Anh hốt được hụi chót bạn ơi. Bữa nay không bị sự cố này nọ cắt kiểu đà điểu. Bữa nay cũng trúng lần lờ này lắm á. Lần lờ này mình đặt mình ăn ý lắm chứ. Do sự cố cua rồi bị người ta thăm mua tùm lum hết trơn. Giờ rút quân về thôi. Tranh thủ về ăn cơm bạn ơi, đó bụng quá rồi. Bữa nay hốt được hụi chót không ai là tới công chuyện rồi thấy chưa. Cũng hơi sao cái đó người ta không lấy cũng mừng nữa chứ. Đặt có 15 cái thôi mà bị giang hồ có phá từ lưa hụt dưa không chữa thứ gì. Bởi vì chỗ mình mà nếu mà người ta không có phá bạn lặt ngon cũng ngon lắm á. Tuy rằng cá không nhiều nha, nhưng mà thăm nó cũng tương đối ổn đó. Tại do ở đây người ta vứt ốc là nhiều với chích điện, nhằm người ta tham á thì người ta không có lấy, nhưng có người ta tham á thấy cá họ lấy. Nói chung là không mắc lợ là cũng mừng dữ lắm rồi bạn. Đặt kiểu hên xui cầu may không thành quả bạn ơi. Con mẹ mới sinh đâu hai con về nữa nè, dễ thương ghê không. Bà la quá trời la, xin về bà than tối nhà bà bóp sữa cho nó uống nhỏ xíu à. Ra khách chơi miêu. Đi ra chỗ khác chơi. Nghe không? Cua thì bao. Rửa cua ra mới được. Ra khác chơi. Hai đứa bay. Nhanh lên. Cái này được bà gùa nữa chứ. Rồi đi mày. Rồi im luôn.
Trời ơi, ra bắt chơi. Nó mày mày nó động. Mày bóng mày, vô mày. Vô. Vô. Hãy nó bay ra bắt chơi. Con này hai con đá không? Con trắng con đen. Trời ơi, thằng quả con coi nè, một đống cua. Cua cằn cình không không? Nhiều đó hơn nửa ký mà. Con cằn cành không à. Người lượng lương, hai cái lóc con rùa. Thứ gì chịu cho thấu không? Thử một cằn lương được nhiêu ta? Con lương hơi mình động, con mình hơi khó làm à. Làm em đang làm việc hay lương ha, ngoan ha. Làm em cần nhiêu đây? Nhiêu đây? Ồ, bạn còn con lương 400 gần 400 giác, 400 gram giác bạn, 41 gram. Dữ dằn không bằng dữ dịch không? Lượng lương chà bá luôn á. Đây cô cũng nhiều nữa. Quả đã luôn bạn ơi, hơn 400 gram. Cái diện động lương nãy nhìn thấy ớn lạnh mà. Này ru à. Gần 400 gram hơn mà. Đây có còn nữa nè. Gọng vô luôn. Đó, vô đó chơi mày. Đã chưa, đã chưa. Mình đặt con lương nó cũng đặt là lúc chứ lần gọi. Đặt là cái lóc này dính lương con nào con nói là cành nông biết nói không. Như hàng không mẫu mực của Mỹ vậy đó. Đậy lại. Đây được hai cái lóc nữa. Hai cái lóc con rùa. Mới cua. Bữa nay mấy cái lợi là mình bị người ta phá quá, không phá cũng ngon lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Có lượng lợi là mình đầy tự tin luôn rồi. Hên nó được, hên hốt được lần khủng cũng đã quá chút. Với cái cúng cùi nữa. Cúng cùi tán được cái lóc bự nè. Nên cũng đỡ. Chúng hồi tớ một chuyện luôn rồi đó. Thôi sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cái nhà xem clip 3 vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Chắc cái luồng lợi này lần sau mình cứu đúng không? Chứ thấy không ổn mà bị địch phát hiện quá trời phát hiện à. Đó cua đã phá rồi thêm địch phát hiện nữa. Thứ gì chịu thấu. Rồi chào nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Nghèo nó kêu quá vậy nó kêu.